Cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh từ ngày đầu đến giờ. Mỗi lượt like và sub là động lực để mình ra video mỗi ngày. Yêu cả nhà. Mình có ra thêm một kênh mới. Kênh chuyên cung cấp kiến thức về sinh học cơ thể, các hoạt động sinh lý của cơ thể người và động vật, cũng như các kiến thức y khoa hữu ích, hiểu biết hơn mỗi ngày ngay từ chính cơ thể của chúng ta. Mong được mọi người ủng hộ. Đường link mình để dưới phần mô tả và top comment nha. Cây nào sống lâu nhất? Tại sao em lại thở dài? Mùa đông đi và mùa xuân đến, sinh, lão, bệnh, tử, cuộc sống của những bông hoa dại của chúng ta thật là quá ngắn ngủi. Đúng vậy. Này các cháu, cuộc sống rất đẹp mà, tại sao thở dài? Ông thì sao mà biết được? Ông là vua của sự trường thọ, có thể sống 3.000 năm, không giống như hoa cỏ của chúng cháu, chỉ còn 3 năm để sống. Núi cao còn có núi cao hơn. Tôi trong mắt cháu, cuộc sống rất là dài, nhưng có nhiều cây còn sống lâu hơn tôi. Có sao ông, sống 3.000 năm, chưa phải là vua trường thọ? Chắc chắn. Giống như phía bên kia của trái đất, có một loại thông nón ở Mỹ, trung bình sống được 4.000 năm. Một ví dụ khác, cây huyết dụ ở Tây Phi, sống hơn 8.000 năm. Cái gì? Hơn 8.000 năm tuổi? Điều này còn cổ xưa hơn cả nền văn minh nhân loại. Các cháu có nghĩ rằng đây có phải là giới hạn? Chẳng lẽ có cây sống đến 10.000 năm sao? Đúng vậy. Các cháu nhỏ, giới thiệu với các cháu, cỏ biển Posidonia, loại cỏ biển chỉ mọc ở Địa Trung Hải. Họ là những vị vua trường thọ thực sự. Họ sống được bao lâu ạ? 100.000 năm. Anh trai, có chuyện gì với anh vậy? Tỉnh dậy. Cách bắt hải cẩu của người Eskimo. Đã đến mùa xuân, đã đến lúc lên bờ tắm nắng. Không có người Eskimo, an toàn. Thoải mái quá. Ủa, cái gì? Âm thanh gì thế? À, tiếng đồng loại. Tôi đang ngủ, bạn có thể im lặng hơn được không? Vì cùng là hải cẩu, tôi sẽ bỏ qua cho bạn. Tôi đã nói mà bạn không nghe. Xong tôi rồi, người Eskimo. Ai ác hơn ai? Cháu trai, một lúc nữa ta chặt cây quế, chỉ cần bóc vỏ quế, mang đi bán, lấy tiền mua kẹo cho cháu ăn. Ông ơi, điều này quá tàn nhẫn, chúng ta phải giết cây quế để lấy vỏ sao? Không chặt cây thì sao lấy vỏ, có cách nào tốt hơn? Chúng ta có thể bóc vỏ cây, thay vì chặt nó. Băng vết thương lại và đợi, chờ đến khi nó lành vỏ. Cây quế to thế, chúng ta có thể lột vỏ nhiều năm. Ôi, cháu trai tôi thông minh quá. Sao các người ác quá vậy, cháu còn ác hơn ông. Xin hãy cho tôi một cuộc sống bình yên. Vỏ cây quế này huyền diệu quá, có thể tự chữa lành. Trồng cây quế này, tôi sẽ thu hoạch cả đời. Con cá và hoa cúc hải sâm. À, thật là thoải mái. Gì vậy? Nơi này trông ổn đấy, ở đây thôi. Mau đi ra, đau quá. Tôi sẽ phát ốm mất. Đi ra. Anh ơi, không được. Con cá lớn muốn ăn thịt em. Được rồi, con cá to vừa rồi hình như sắp đi rồi. Được rồi, nó đi rồi, mau đi ra đi. Nơi này khá thoải mái, sao phải đi ra ngoài? Này em, đến đây ở với anh nào. Hai bạn đang làm gì thế, tại sao lại thêm một người vào? Ồ, đây là hải sâm, tại sao còn có hai con cá nhỏ? Để tránh lũ cá lớn, chúng chui vào hoa cúc hải sâm để trốn, thậm chí còn sinh sản trong đó. Chưa được nửa tháng đã đòi nướng khoai. Nữ thân, tặng bạn một món quà. Tại sao bạn lại cho tôi khoai lang? Để nướng khoai trong lò. Không, tôi muốn làm món khoai lang nướng cho bạn. Chỉ là nướng khoai lang thôi, mà sao bạn lo lắng? Ăn khoai lang nướng. Đồng ý. Tuy nhiên, bạn không thể sử dụng khoai lang tươi khi làm món khoai lang nướng. Tại sao? Khoai lang tươi có hàm lượng tinh bột cao, hàm lượng đường thấp. Bạn để nó trong nửa tháng, đường và tinh bột cân bằng nhau, khi đó nó có vị ngọt hơn, khi đó mới có thể nướng khoai lang. Có sự khác biệt gì? Nướng khoai lang như vậy sẽ thật ngọt ngào khi nếm, mềm, ngọt, dẻo, thơm. Chẳng trách cô ấy lại giận, do tôi quá nôn nóng nướng khoai, hóa ra nó phức tạp đến vậy. Chưa được nửa tháng đã đòi nướng khoai. Việc này khá phức tạp, bạn không xứng đáng nướng khoai. Vì sao cây đậu không ra hoa? Này, chúng ta cố một lát nhé, sắp đến giờ nghỉ rồi. Hôm nay là một ngày làm việc dài, tôi nghĩ đã đến lúc nghỉ ngơi. Này, chuẩn bị đi.
321, hết giờ làm. Có chuyện gì thế? Tại sao phải làm thêm giờ, trời lại sáng, chúng ta không được nghỉ ngơi. Không được nghỉ ngơi, tôi buồn ngủ quá. Người này có muốn chúng ta nở hoa và kết trái không? Tôi không có sức lực và thời gian để làm việc nữa, thế là xong. Đậu nhà người ta đã được thu hoạch hết rồi, nhà mình không những không có quả, mà đến hoa cũng không. Nước tỏi đuổi ốc. Cục cưng, anh nghĩ nơi này tốt, chúng ta định cư ở đây thì thế nào? Em ở bất cứ nơi nào, miễn là nơi đó có anh. Này, hai người hãy đi chỗ khác mà bán cơm chó, đừng hành động trước mặt tôi. Này, bạn nói gì thế? Tôi không rời đi đâu. Em yêu, chúng ta hãy đẻ trứng ở đây. Này, hai bạn làm gì vậy? Tôi gần như nghẹt thở rồi. Này, chuyện gì đang xảy ra vậy? Sao toàn là ốc sên vậy? Bạn nên nhanh chóng tìm cách đối phó với chúng. Tôi không thể thở được. Thật tội nghiệp cho bạn. Chỉ cần có nước tỏi thì bao nhiêu ốc không thành vấn đề. Tôi sẽ xử tất cả bọn chúng cho bạn. Tôi không ngờ nước tỏi này có thể đuổi ốc tốt đến vậy. Ý trời muốn các bạn bị hói rồi. À, hãy nói cho tôi biết, tại sao tôi lại bị hói khi còn trẻ như vậy? Đừng lắc nữa, tôi cũng bị hói mà. Chúng ta đúng là anh em chung một nhà. Căn nguyên của chứng hói đầu thiếu phấn hoa. Này anh bạn, tại sao anh không thụ phấn cho chúng tôi? Tôi muốn thụ phấn cho bạn, nhưng hôm trước trời cứ mưa. Bây giờ mưa đã tạnh rồi, bạn thụ phấn cho chúng mình nhé. Thế thì chuẩn bị nhé. Này, ý trời muốn các bạn bị hói rồi. Trời mưa suốt, ngô không thể thụ phấn được nên hói hết. Thân súng này ăn rất ngon mà lại miễn phí. Nơi đây thật tuyệt vời. Có cái gì chân thế? Đây là chất keo bảo vệ dồi và lá non của chúng tôi. Cái này có thể ăn được không? Tất nhiên rồi, có polysaccharide thực vật ở đây, axit amin và các chất dinh dưỡng khác. Vậy thì tôi có thể tự tin ăn nó. Cứu với! Thân súng này mềm và bổ dưỡng, ăn rất ngon mà lại miễn phí. Trái anh đào mặt mông. Ôi trời ơi, sao tôi lại thành mặt mông thế nhỉ? Tắm nắng thật thoải mái. Cẩn thận đừng phơi nắng trực tiếp, tốt hơn là nên cầm một chiếc ô. Ôi trời ơi, sao tôi lại biến thành quả mặt mông thế nhỉ? Không phải khi đang ở giai đoạn phân hóa nụ hoa, bạn phơi nắng quá lâu, làm nhụy hoa phân hóa đôi, trở thành cặp song sinh chính liền. Ông chủ, nhận của tôi một lạy. Này, này, bạn đang làm gì vậy? Dạ, tôi đang làm việc, sếp. Bây giờ là 4 giờ chiều, tại sao bạn vẫn làm việc sau giờ làm? Tôi vẫn còn một số việc phải làm. Không được phép làm việc ngoài giờ. Bây giờ hãy thu dọn đồ đạc và về nhà nghỉ ngơi ngay nhé. Nhưng công việc chưa xong. Bạn sẽ bị phạt gấp 3 lần lương nếu làm thêm giờ. Ông chủ, tôi sẽ trừng phạt bạn bằng một tuần nghỉ phép nữa. Tôi cũng sẽ trừng phạt bạn bằng cách kể từ bây giờ chỉ làm việc 3 ngày một tuần. Ông chủ, nhận của tôi một lạy. Tôi là sếp còn chưa làm việc chăm chỉ như vậy. Một nhân viên kiếm được bao nhiêu tiền trong tuần, bạn cố làm gì vậy? Đúng không, hổ danh là loài cá quý sở tộc mà. Vì sao cây nấm bị nứt? Này, thật thoải mái, ấm áp và ẩm ướt. Hãy xem khuôn mặt này mịn màng và đầy đặn biết bao. Này, tôi xấu xí quá, tôi cần bổ sung thêm chất. Sao đột nhiên lại ăn nhanh thế? Bạn ăn nhiều thế ảnh hưởng đến tôi, ăn ít đi. Tôi lạnh cống đến chết, tôi chưa ăn đủ để chịu cái lạnh này. Đừng ăn nữa, bạn bị điếc à? Ôi xong tôi rồi. Ông chủ, nấm của bạn nứt hết thế này mà vẫn bán, đây không phải là lừa dối sao? Thật vớ vẩn, nấm càng nứt càng có giá trị. Hành lá chấm với tương đậu. Này này, anh bạn, tôi tới đây. Này, cậu có thể tránh xa tôi ra được không? Chúng ta không phải là đối tác tốt nhất sao? Tại sao đột nhiên lại ghét tôi? Ai nói rằng bạn là đối tác tốt nhất? Tất cả là lỗi của bạn. Vì bạn, danh tiếng tương đậu của chúng tôi đã bị hủy hoại. Ai đã nói thế? Bạn có hiểu rằng chúng ta là đối tác vàng? Sử dụng hành lá làm rau, giàu vitamin, không chứa chất béo và ít calo. Còn bạn được làm từ đậu nành, là thực phẩm tốt cho sức khỏe. Ngoài ra còn giàu protein và vitamin. Cùng nhau chúng ta là đối tác ăn ý. Đừng nghe lời xúi dục của người khác. Hừm, ai hợp với bạn thế? Người khác lại cho rằng ăn hành lá với tương đậu sẽ khiến hơi thở có mùi hôi. Danh tiếng tương đậu của tôi luôn thơm tho, làm thế nào chịu được một vết bẩn như vậy? Nhưng anh trai, nó có mùi khó chịu với người này, nhưng lại có vị ngon với người kia.
Hừm, bạn vẫn chưa hiểu à, đó là mùi vị của hành lá bạn. Nó không liên quan gì đến tương đầu của chúng tôi muốn cắt đứt quan hệ với bạn. Không, đừng mà, làm sao em có thể sống thiếu ăn? Hôm nay tôi không thể ăn thêm hành lá với tương đậu nữa, hơi thở hôi quá. Trái kiwi không lông. Em trai, bạn thật đáng thương, còn non mà đã bị nhổ trụi hết lông. Tôi đã trưởng thành. Vậy thì tại sao bạn không có lông? Tôi sinh ra đã như vậy. Thế thì bạn không phải là quả kiwi, tất cả kiwi đều có lông và đều to lớn. Đừng nói vớ vẩn, tôi là một quả kiwi chính hiệu đấy. Vậy thì tại sao bạn lại nhỏ như vậy, lại còn trụi lông? Tôi cũng không biết. Bạn có đột biến gen không? Hoặc là bạn là một đứa con ngoài giá thú? Không, không không. Thế thì bạn chứng minh rằng mình là quả kiwi đi. Cái này. Tại sao lại có quả kiwi không lông ở đây? Nó không phải quả kiwi, thậm chí không có lông. Đây là một trong ba loại kiwi không có lông, và nó có thể được ăn sống mà không cần gọt vỏ. Hàm lượng vitamin C đi kèm cũng siêu cao. Nó chắc chắn không ngon. Hương vị rất đậm đà, độ ngọt cũng cao hơn. Tôi không tin. Bông cải xanh và súp lơ. Này anh bạn, tại sao tóc anh lại màu xanh? Ai đó đang cắm sừng bạn. Nói điều vô nghĩa. Màu xanh lá cây tượng trưng cho sự sống và trí tuệ. Hãy nhìn xem bạn còn trẻ và có mái tóc trắng. Bạn có bị bệnh không? Thì em màu trắng tượng trưng cho sự trong sáng và trưởng thành. Bạn chỉ là một bông súp lơ nhỏ. Bạn giả vờ là gì? Tôi là súp lơ, phải không? Không phải chỉ là bạn nhuộm tóc thôi sao? Làm ơn, tôi là bông cải xanh. Nó không giống như súp lơ của bạn. Những gì bạn nói là vô căn cứ. Hãy chứng minh điều đó cho tôi. Gì cơ, bạn muốn tôi chứng minh mình là bông cải xanh à? Thế thì tại sao bạn không chứng minh rằng bạn là súp lơ? Bố mẹ tôi đều là súp lơ, tôi cũng phải là súp lơ. Thế thì bố mẹ tôi cũng là bông cải xanh. Không, bố mẹ bạn cũng có thể là súp lơ nhuộm tóc. Bạn vẫn phải chứng minh rằng bố mẹ bạn không phải là súp lơ. À, đồ ngốc này. Cá rô phi phá hoại như thế nào? Vợ ơi, trời đang mưa to. Hãy đưa bọn trẻ đi trốn khỏi đây. He he, chỗ này tuyệt quá, cho bọn trẻ ra ngoài đi. Ôi ao làng này có cá gì lạ thế nhỉ? Vợ ơi, đợi một chút, anh đi kiếm gì ăn. Nhanh đưa đồ ăn đây. Ha ha, cá rô phi chúng tôi sống và sinh sản rất nhanh. Ta sẽ sớm lên chiếc ông nội thôi. Anh ơi, hãy ăn ít lại một chút được không ạ? Tôi sắp chết đói mất. Cả nhà tôi có hàng trăm thành viên, làm sao mà ăn hết được? Sao làng này nhiều cá rô phi thế? Những loài cá khác đâu rồi? Rô phi là loài xâm lấn, chúng ăn mọi thứ và sinh sản vô tội vạ. Những loài cá khác đã chết đói. Bạn có thích ăn diếp cá? Họ là ai vậy? Sao có mùi lạ thế? Đúng rồi, như mùi cá chết. Chúng ta hãy tránh xa họ ra. Tại sao mọi người ghét tôi? Đúng là một lũ không biết gì cả. Tôi có mùi rất lạ phải không? Nó thực sự gây khó chịu. Không thể nào, đừng nghe họ nói. Chúng ta phải tin vào giá trị của chính mình. Diếp cá chúng ta đã từng cứu sống rất nhiều người. Rất lâu rồi, có một đất nước đang gặp nạn đói. Vua nước đó tự mình đi lên núi tìm cỏ dại ăn được. Cuối cùng đã tìm thấy giúp cá chúng ta. Chỉ cần trông cậy vào chúng ta sống sót qua nạn đói đó. Thật sao? Chắc chắn, không thể đánh giá bỏ qua vẻ bề ngoài. Đừng kỳ thị chúng tôi vì chúng tôi trông khác biệt, chúng tôi rất tuyệt vời. Ngoài ra, nó cũng có thể giúp ích cho những người bị khó đi tiểu. Ô, tuyệt vời quá. Nghe này, trong thế giới này, chỉ những người cùng chí hướng mới hiểu. Có rất nhiều người thích hương vị của chúng ta, lấy rễ của chúng ta và ăn, rất là ngon. Đó là nó, ngon và mát. Chào mừng các bạn quay lại với chương trình Bạn hỏi vườn cây trả lời. Bạn Dung Mỹ Thảo có hỏi: cách trồng cây mận cho trái to và nhiều trái. Đầu tiên là chọn giống. Bạn cần chọn cây khỏe mạnh, không sâu bệnh. Có thể trồng bằng cây ghép có bầu hoặc cây rễ trần. Chuẩn bị đất trồng. Đất trồng mận có độ mùn từ 2 đến 2,5%, có tầng dày trên 50cm, đất tơi xốp, khả năng giữ ẩm tốt, dễ thoát nước. Cần bón phân và tưới nước đầy đủ cho cây nhé. Hàng năm, sau thu hoạch, cần tỉa bỏ những cành già, cành bị sâu bệnh, cành tăm để cây thông thoáng, hạn chế chỗ trú ngụ của sâu bệnh. Chú ý, phủ gốc bằng cỏ, rác, cây phân xanh để hạn chế cỏ dại. Sới rãnh thoát nước sau mỗi trận mưa to, làm cỏ vụ xuân tháng 1-2 và vụ thu tháng 8-9. Sới sạch toàn bộ diện tích một lần một vụ, một năm sới gốc 2 đến 3 lần.